cái căn bên này để ở đây chờ nó vô nè. Trời ơi, trời coi rớt sau 3 sau 4 mùa hả? Ok. Đây câu cá mọi người. Câu cá trích không nè. Rồi. Trời ơi, 4 con luôn nè. Oh my god. Wow, 5 con. 5 con luôn hả? Trời ơi, lạ gì? 4 con chứ. 1, 2, 3, 4, 5 con luôn. Trời ơi, coi nè mọi người, đây cá trích nữa nè. Rồi rồi ba. Đây ba con liên tiếp nè. Ok. Trời ơi, câu nè. Sau 3, sau 4 luôn nha mọi người. Trời ơi, cá nhìn thấy mê luôn nè. Mà cá bự không nha. Bé nó bự luôn á. Ok ba. Cá bự lắm nha mọi người. Đây nè. Con dưới này cũng bự hơn nè. Trời ơi, sau 5 luôn á chứ hả? Oh my god. 5 con nè. Xong rồi ba. Cá bự ghê chứ hả? Sau 5 luôn nha mọi người. Quá nhiều quá mà. Nè, sau 2 nữa nè. Trời ơi, sau 4 nữa kìa. Coi coi ba. Trời ơi, coi nữa nè. Cá gì mà quá trời luôn kìa. Oh my god. Trời mọi người, cá trích vậy mà câu toàn là sau 4, sau 5, sau 3 rồi không nè mọi người. Mà bự lắm nha, con bự nè. Không phải con nhỏ nữa đó mọi người. Trời ơi. Đây, ham mê câu quá trời đây nè. Sau 4 luôn nè mọi người. Ok. Trời ơi, thấy mà mắc ham. Trời ơi, coi nè. Coi nè mọi người. Con nào cũng có hết câu nè. Thấy đã chưa? Ok. Trời ơi, sau 2 nữa nha mọi người. Má mì. Đây, câu tóc một sơ luôn rồi đó. Bái ra đó. Chào mấy người, đây. Hôm nay đi câu được một mớ cá trích nữa này nha mọi người. Đây. Nhìn thấy mê luôn, con mà không muốn về luôn. Ăn sau 4, sau 5. Quá trời luôn, sáng nó trời mưa, chiều nó nắng. Mà cá năm nay bự ghê con á ha. Quá trời bự luôn nè, nhìn thấy hấp dẫn cho mọi người. Đây. Đó. Quá trời luôn nè. Ủa, đâu giờ cá cơm luôn á hả? Cá cơm luôn này nè, cái lửa đây nè. Cá trích nè, cái con nè. Bự cá nhầm luôn nè. Đó, thấy đã chưa mày? Đấy gì à? Tháng này mà còn cá trích bự chưa? Nói trời luôn. Nên ở rô á lên nhân mọi người. Đó, tháng 11 rồi nè. Giữa tháng 11 rồi vẫn còn có cá trích cả câu này nha mọi người. Hôm nay trời ấm cho nên đi câu. Không có cái gì hết, chỉ được có một con cá này thôi, cá nhầm dài đây. Và một mớ cá trích đây mọi người. Nằm gọi cá nữa nha mọi người. Hôm nay đi câu về nằm gọi cá nữa nha mọi người. Đây. Cái nó tươi mà nó ngon chưa mọi người. Đây nè, mình đánh dãy xong rồi mình lại lặn ra như vậy này, để làm cõi cái trích này mọi người. Đó, mình phải lặn ra như vậy này. Đó. Đó, bớt cái xương đi. Mọi người hôm nay sẽ làm gọi cá trích nữa nha mọi người. Ok. Đây, lần đầu và dãy xong hết rồi. Và thái nó. Để
làm gỏi đây mọi người. Tươi nó ngon kìa. Đây, cá chép có bánh tráng, rau sống, gỏi cá trích câu và tươi ngon. Nước sốt chấm đây mọi người. Đây, nước sốt ngon chưa? Đó. Biết không nhận chưa? Na rồi. Nghèo quốc ngay na tất nhất luôn. Ngon chưa? Ngon chưa mọi người? Cá trích ngon chưa? Ok, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người. Các coi video của mình. Bye, tạm biệt.